Hello, xin chào quý vị, chào mừng quý vị lại quay trở lại với kênh Thái Học Toyota. Và quý vị ơi, trước màn hình quý vị đây là một sản phẩm Chevrolet Captiva được sản xuất vào năm 2016, đi 36.000 cây, mẫu xe Captiva C140 mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Thì sẵn tiện hôm nay sản phẩm này vừa về thì Học có đi ngang và gặp sản phẩm này thì Học có rất là nhiều cảm xúc. Tại vì ngày xưa Học là cố vấn dịch vụ bên hãng Chevrolet và cũng có một thời gian Học đã làm thợ sửa chữa những cái dòng xe này đó quý vị. Nên là khi mà Học thấy mẫu xe này thì Học cũng nhớ đồng nghiệp cũ á. Thì để không mất nhiều thời gian của quý vị nữa, Học xin phép vẫn như thường lệ đánh giá ngoài ngoại thất rồi nội thất rồi động cơ xe này. Học sẽ giới thiệu sơ cơ bộ về cái sản phẩm này cho quý vị nhé. Thì Học xin nhắc lại, Captiva 2016 chạy 36.000 cây, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, màu vàng và thiết kế của Mỹ, trông rất là hầm hố. Và quý vị ơi, 2014 tới 2019 thì Captiva đã không còn sản xuất trên thị trường Việt Nam chúng ta nữa. Tuy nhiên thì Captiva để lại một cái dấu ấn rất tốt trên thị trường chúng ta. Có rất là nhiều quý vị khách của Học, khách cũ của Học rất là fan Captiva nha quý vị. Vì lý do là mặc dù thiết kế là Mỹ nhưng mà chiếc xe này bắt đầu qua 2014 thì Captiva trang bị cho mình một cái động cơ Vitesse mới, không còn giống như cái động cơ của Cap C100 nữa. Cái mã hiệu của xe này là C140 nha quý vị. Bắt đầu qua C140 thì Captiva, tức nghĩa là Học xin nói về hơi chi tiết một tí, mong là quý vị sẽ hiểu. Vì cái động cơ C140 này nè, nó vận động cái trục cam đó quý vị, bằng nguyên cái cọng dây thép giống như cái cọng dây xích của xe gắn máy, xe số mình á. Nó sử dụng bằng cọng dây thép đó, nhưng mà là dây thép đôi, nên chúng ta không có cái đó là đi vĩnh viễn giống như những chiếc xe Toyota á quý vị. Những xe Toyota là mình đi vĩnh viễn nha. Còn mà trước đây Captiva C100 là sử dụng cáp bằng dây Curo, nên nó sẽ có thời gian niêm hạn khi sử dụng, chẳng hạn giống như là 40.000 hoặc là xe đi 7 năm hoặc là 8 năm. Nên quý vị đi những chiếc Captiva ngày xưa thì người ta nói là đi Captiva là mình bỏ ra chi phí sửa chữa vẫn như là xe đứt, như là xe mẹt. Thực sự và bắt đầu qua 2014 khi thay đổi qua Captiva động cơ mới C140 thì Captiva đã hoàn thiện cho mình một cái chất xe là chất xe Mỹ. Tuy nhiên thì về đây, về một cái khí hậu nhiệt đới như thế này, bắt buộc Captiva phải hình thành lên một diện mạo mới và một cái chất lượng mới giống như là xe Nhật. Nên quý vị hãy an tâm nha quý vị. Điểm mạnh của xe này á là về cấu tạo xe nó rất là đẹp, và thứ hai nữa là dàn tôn nó rất là cứng. Xe này xe Mỹ quý vị, cái cửa nó đóng rất là nặng luôn đó. Còn về phần đầu xe này quý vị thấy không, bốn cảm biến luôn, đầu xe bốn cảm biến, xe 2016 bốn cảm biến nè, đèn công nghệ Rosetta, đèn LED định vị ban ngày. Đây vậy, 2016 là cách đây 4 năm. Nhưng mà Chevrolet vẫn là những phân khúc xe luôn dẫn đầu công nghệ trong xe tầm trung đó quý vị. Về còn về thiết kế, đối với ngôn ngữ thiết kế của Chevrolet thì nó sẽ có hai cái khoang hộc gió mõm trên và mõm dưới, đó là đặc trưng của Chevrolet nha. Đó, bắt buộc xe Chevrolet này cũng phải có hai cửa hai miệng. Đây các quý vị. Cái khoang này nè ha. Và phần dưới là cái đặc trưng của Chevrolet. Và ga lăng cũng đã được nẹp mạ rôm xi từng nẹp nha quý vị. Đó, Chevrolet rất là tinh tế nha. Không bao giờ mà Chevrolet làm những cái gì mà tiết kiệm, cái nào mà làm đẹp được là Chevrolet làm hết cho quý vị. Phần trên cũng vậy nha. Còn kể cả Học xin nói chi tiết nè, ốp đèn gầm có ốp mạ rôm zin theo xe, còn phần dưới ba đờ sóc phải có ốp bạc, đèn thì công nghệ Rosetta, có dãy LED. Đồng thời vào 2016 nhưng xe Chevrolet có cho mình trang bị rửa đèn nha quý vị. Cái này là rửa đèn này, khi quý vị bấm rửa đèn thì nó sẽ chạy ra giống như robot, nó chạy ra rồi nó xịt vào cái đèn này khi chúng ta đi đường đất. Đó, rất là cái gì đó trau chuốt khách hàng của Chevrolet. Mâm thì sử dụng mâm 18, mâm 5 chấu, hộp kim nhôm, mâm phay, sơn tĩnh điện phay nha quý vị. Còn vỏ xe thì là vỏ xe Hankook, vỏ xe này là nhập từ Hàn Quốc. Đó, một cái kích thước vỏ rất là ấn tượng dành cho mẫu xe SUV cỡ trung, 235/50 R19, mâm 19 nha quý vị. Học xin lỗi nãy giờ Học nói lộn mâm, cái mâm rất là to, cái mâm 19 rất là to bản.
Rồi về dọc thân xe thì Chevrolet vẫn trang bị cho mình tích hợp đèn báo rẽ nè, nẹp chân kính nè, ốp tay nắm cửa mạ rơm. Xe Chevrolet là không có chơi được những cái phụ kiện nha quý vị. Bốn nút bấm ở bốn tay nắm cửa nha. Đây. Đây quý vị, bốn nút bấm phía trước và phía sau đều có. Chevrolet là phải làm cho tới lane keeping, cảnh báo điểm mù. Đây quý vị. Cảnh báo điểm mù nữa quý vị, thấy không? Khi mà chúng ta nhiều khi không quan tâm nhiều, có chiếc xe nào đó nó đi cao tốc á, mà có xe nào nó vượt quý vị, đi ví dụ như mình đi 120 mà có chiếc xe khác nó vượt ẩu á, nó tầm khoảng ở góc này của chiếc xe này, bắt đầu từ bánh phía sau là cái xe mình nó quét được, nó sẽ báo lên cái gương này luôn. Đó, rất là an toàn nha quý vị. Xe Chevrolet rất là cứng cáp. Đó. Cái này thật sự ra mà nói là học rất thần tượng về những sản phẩm mà Chevrolet đã hình thành lên Captiva này. Học rất là yêu chiếc xe này. Đó. Về phần sau quý vị, để học đi sát vào cụm đèn sau ha. Cụm đèn sau thì đối với cụm đèn phanh nó có một cái khoang ở đây. Khoang trên để học vào xe, học mở đèn cho quý vị xem. Rất là im. Đây quý vị, thì thấy đèn đẹp không? Học mở kia đèn auto. Đây quý vị, phần đèn của Chevrolet đây. Đó, quý vị thấy không? Nó chớp chớp là do cái đèn led á, khi mà mình quay hình nó sẽ chớp. Nó có những cái khoang giống như là khoanh kim loại á quý vị. Đó, được nóng chảy ha. Đó, cụm đèn pha, cụm đèn lái sau. Quý vị. Lấy cái đít nổi bật ha. 2016 nhưng mà Chevrolet làm ra một cho mình một form xe rất là đẹp. À, xin lỗi vì cái sản phẩm này còn gắn cái cản, chứ thật sự mà nếu như cái sản phẩm này thì chúng ta nên bỏ cái cản ra nha quý vị. Vì cái xe này á, nó có cái ống xả kép này. Cái ống xả kép zin theo xe phải cực là đẹp luôn. Đến hiện nay những cái dòng xe mình bỏ ra, nhiều khi bỏ cả tỷ cũng chưa có những chiếc xe có ống xả kép. Cái này là ống xả thiệt luôn nha quý vị. Đó, hai bên xịn luôn, Captiva. À, bây học nói là khi mà Chevrolet luôn trao chuốt những sản phẩm của mình từng chi tiết nhỏ. Hai ông sao kép, xin lỗi vì cái cản này nếu mà tháo ra, học nói là cái đít xe nó rất trông rất là đẹp trước thời đại. Phía sau thì chúng ta có ba cảm biến cộng với lại camera gear. Camera gear là zin theo xe nhớ quý vị. Camera gear là quý vị thấy to đây, rất là to nha, nên camera gear này cực kỳ rõ luôn. Còn cái này là những cái vết ố đậu ngoài bụi nè quý vị. Đó, bên học sẽ làm Maruguri, tại lý do là xe này mới về. Đó, bên học sẽ làm Maruguri lại. Về sản phẩm Captiva, về cái hàng ghế thứ hai, cái thằng ghế thứ ba này ngồi cũng rất là ok, không có vấn đề nha quý vị, không có bị cái chân cái đầu gối cao đâu. Đó, về khoảng không xe Chevrolet rất tuyệt vời. Cũng mặc dù cái này thì học không khen nha, nếu như mà tại vì khi mà cái hàng ghế thứ ba này nè cho mình ngồi thoải mái thì bắt buộc cái khoang để cốp sau của mình nó bị hạn chế lại nha quý vị. Đó. Còn nếu như mà mình đi xe này mà quý vị ngồi 5 người thì ôi tuyệt vời, cái khoang hành lý ở phía sau rất là rộng luôn. Đó. Còn đây là phần hông sau phía bên trái. Hai tay nắm cửa mà rơm nút bấm hết nha quý vị. Đây, đây là km thực tế của sản phẩm Captiva 2016 bên học đây. 36.082 km. Học đóng cái cốp sao chưa có động.
Rồi quý vị, những cái ngôn ngữ thiết kế của Chevrolet phải gọi là thật cực kỳ đẹp. Đó. Quý vị thấy không? Nó có hai cái khoang riêng biệt. Đó, nhìn nhận dạng là biết của Chevrolet liền. Cái này cũng là cái đặc trưng của những cái dòng xe Chevrolet. Đó, nó tạo lên hai khoang riêng biệt. Đó. Còn vô lăng thì là full da, thiết kế theo kiểu ba chấu. Xe thì có công nghệ Cruise Control, đây là ga tự động đó quý vị. À, đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm lượng. Đó. Còn gương thì chắc chắn có gập điện rồi. Đó. Hiển nhiên là chắc chắn sẽ có gập điện, chỉnh điện. À. Xe thì có len cấp pin, rồi ABS, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc. Xe này có cho thêm một chế độ Eco nha quý vị, 2016 phải gọi là Chevrolet, công nghệ rất là cao. Đó, về tính năng an toàn á, thì là xe này là nó chuẩn rồi, nó có rất nhiều tính năng an toàn và đầy đủ. Khởi hành ngang dốc, phân bố lực phanh, hỗ trợ lực thắng, cân bằng điện tử, đầy đủ hết. Có thêm chục chế độ Eco. Đó, và đây là túp lô của Captiva. Captiva đã được phải gọi là chuẩn hóa về châu Á mình. Đó. Thì quý vị ơi, cái phần túp lô này nè quý vị, nó không có còn giống như những cái dòng xe Chevrolet mà nhập ngày xưa nữa ha. Đó, quý vị nhìn thấy không? Cái này là cái da này nè quý vị. Ống nhắn này thấy không? Quý vị thấy thủng xuống không? Đó. Đó. Đồ xịn nha quý vị, nó không phải là nhựa. Đó. Về những sản phẩm mà Chevrolet mang lại cho chúng ta, hầu như là cái giá tiền chúng ta bỏ ra không có nhiều, nhưng mà về mức hoàn thiện nó cũng rất là tốt. Không phải là tiền ít, nhưng mà bên Chevrolet cố gắng làm hoàn chỉnh những cái cơ bản đơn giản. Mặc dù chẳng hạn giống như cái mặt túp lô này nè, vị thấy không? Cái xe là camera rất là sáng luôn. Mặt túp lô này làm rất là chỉnh chu, bao gồm mấy những cái hộc cửa này nè. Chevrolet vẫn làm cho mình nẹp mạ rơm, có những cái viền nhỏ nhỏ ở đây, nó rất là trau chuốt, rất là tỉ mỉ luôn. Đó, trông rất là lịch sự. Đó, đối với xe Chevrolet. Xe thì trang bị cho mình cửa sổ trời nè, sunroof nè. Đó. Ghế da đục lỗ zin theo xe. Ghế da màu đen. Đó. Xe này học xin phép lướt qua phần keo chỉ luôn. Keo chỉ thì bên học xe nào cũng có cam kết cho quý vị là xe không đâm đụng, không tua km, không thủy kích, hộp số và động cơ phải còn nguyên zin. Đó, túp lô cửa đó vậy. Keo chỉ nè. Cái keo chỉ của Chevrolet nó cũng dày hơn xe Toyota. Rất là dày. Đây vậy. Chevrolet có cho mình chống ti cóp thị lực. Đó, khi mà học bắn là một cái không cần phải đóng gác, nó giống như những xe Camry và cao cấp của Toyota mới có được nha quý vị. Ở đây là khoang động cơ. Đây nè quý vị. Ecotec. Một cái động cơ làm thay đổi đi cái nhìn của Chevrolet. Đó, cáp C 140. Động cơ này thực thụ về châu Á nha quý vị. Thì theo kinh nghiệm của học á, thì cái động cơ này nó tăng công suất và nó tiết kiệm nhiên liệu, cộng với lại cái độ ồn nó thấp hơn cái động cơ cũ đối với những chiếc cáp C1 400. Mà một điều nói học xin lặp đi lặp lại nhiều, khách hàng rất là quan ngại về cái việc sử dụng những cái chiếc Captiva vì lý do là chi phí bỏ ra sửa chữa rất là cao. Nhưng mà đối với sản phẩm C140 quý vị an tâm, nó thuật thụ về một chiếc xe châu Á của bà con mình nhé. Nên cô chú anh chị cảm thấy yêu sản phẩm này hãy liên hệ cho học. Với giá thành chỉ 600 triệu cho một sản phẩm 7 chỗ đến từ Mỹ. Ở một thiết kế rất là hầm hố, đầu vuông. Đó, đầu vuông, mắt đèn LED, ga lăng, bốn tay nắm cửa đều có nút bấm, ghế da, hộp số tự động, có cửa sổ trời mâm lên đến 18 inch. Đó, chỉ có Chevrolet mới làm được điều này nha quý vị. Rồi học xin báo lại sản phẩm này thêm cho quý vị thêm một lần nữa nha quý vị. Xe này là sản phẩm Chevrolet Captiva C140 được sản xuất vào năm 2016, xe đi chỉ mới 36.000 cây,
xe này bên Học vẫn cho hỗ trợ vay lên đến 4 năm và 65% giá trị xe. Nếu quý vị nào cảm thấy sản phẩm này phù hợp và yêu thích sản phẩm này, không cần phải ngần ngại gì nữa nha quý vị, lựa chọn chính xác một sản phẩm mà quý vị đi có thể là phải gọi là trông rất là khí thế, một cái chiếc xe có một cái bề bản rất là to bản nhưng rất là bám đường, thì đây là một lựa chọn phải gọi là tuyệt vời cho quý vị. Và Học xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin cảm ơn, xin kính chào và xin hẹn gặp lại.